Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, những khán giả của Thiên Hà Audio. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một bộ dây tín hiệu có chất lượng rất tốt và có giá thành rất là vừa phải, dễ chịu phải chăng. Đó là mức giá 2 triệu 100 ngàn đồng cho sản phẩm dây của hãng Analysis Plus. Dây có tên mã là Ovan One. Đây. Dây có tên mã là Ovan One, độ dài 1 m và sử dụng đầu giác cắm RCA. Đây là một bộ dây tín hiệu quý vị và các bạn có thể dùng để kết nối từ đầu đĩa, đầu CD, đầu DVD, đầu Blu-ray hay là đầu Full HD, hay là từ những chiếc máy chủ chơi nhạc. Quý vị và các bạn có thể kết nối từ nguồn phát cho tới âm ly bằng sợi dây này. Và cái hãng Analysis Plus là một hãng có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Sản phẩm dây của hãng được sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng với chi phí rất là phải chăng. Một sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ mà giá chỉ chưa đến 100 đô thì rất là ấn tượng. Và đây là một bộ dây có chất lượng rất tốt, được gia công rất là tốt, dây rất là mềm mại. Đó, những cái đầu giác này cũng là chất lượng tốt và được dập hàn rất là khéo. Đó, cảm nhận sản phẩm chất lượng, cầm trên tay có thể cảm nhận được là nó rất đáng tin cậy. Và hãng Analysis Plus là một hãng được thành lập năm 93 bởi các nhà khoa học. Họ cung cấp cả sản phẩm cho NASA Hoa Kỳ. Và cái điểm đặc biệt của cái bộ dây Analysis Plus là cấu trúc hình oval rỗng. Đây là một cấu trúc đặc biệt của hãng phát minh ra, và hãng phải đầu tư công nghệ chế tạo và kéo dây để có thể tạo ra dây có cấu trúc lõi bên trong là oval rỗng, rất là cầu kỳ và tốn kém. Nhưng mà thực sự giá thành sản phẩm thì lại rất là phải chăng. Và khi thay bộ dây này vào thì dàn âm thanh của các bạn sẽ cho âm thanh tốt hơn. Cụ thể là âm thanh sẽ trong trẻo hơn và chi tiết hơn, dễ nghe, êm tai. Chắc chắn âm thanh sẽ có cải thiện so với những bộ dây chỉ có giá dụ 100, 200 hoặc vài trăm ngàn dây chợ. Thì đây là một cái giải pháp nâng cao chất lượng âm thanh với một cái mức giá rất là phải chăng. Và ngoài ra khi sử dụng lâu dài thì chất lượng dây không bị giảm đi theo thời gian. Sản phẩm có bán tại Thiên Hà Audio với một mức giá rất phải chăng, 2 triệu 100 ngàn đồng. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ghé qua Thiên Hà Audio để lựa chọn bộ dây này sử dụng trong các bộ dàn hi-fi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.